Đủ Mario chơi à? Ok, và hai xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình thấy bữa đây. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip chơi Kelly. Lại là chế độ của tất cả các tiếp rất là quen thuộc. Bạn này hành chết bạ, chết luôn. Bạn này mình sẽ làm team Kelly đấu với lại team Z. Một cái team đó là không có được cân bằng cho lắm. Chết mày nè, chết mày nè, chết mày nè. Chết bà mày nè. Chết bà mày nè. Người thứ ba. Người thứ ba. Có bạn ở đây nè. Thằng này mình lại có với là ông Linh. Ông Linh là người bạn chú kỹ của mình là không có với ổng à. Đừng có rồi. Mới có với ổng luôn. Rồi đây ông đây và hai đứa mình sẽ cùng nhau đi đẩy cái trụ. Phan chết bà chủ rồi. Chủ đã chết. Ơi, ăn luôn ông ơi, đi ăn bờ, bờ lâu ơi. Ê gì đây, gì đây, cái gì đây, cái gì đây, có được quên. Thanh niên, thanh niên, thanh niên. Chết bà rồi thanh niên, vãi. Vãi mẹ thanh niên đang đang ăn cắp mới ghê chứ. Ngại quá, ngại quá. Gặp thanh niên đang ăn cắp. Ông ăn đi, ông ăn đi. Ông có chợ tụi mình. Nó chết bà rồi. Vãi, lỡ ăn rồi. Thôi có gì tôi bơm máu cho cả hai. Tôi đang nghe, tôi đang rất yêu mà. Rồi tăng nha, đó. Đó, bất tử rồi đó. Đâu được chết. Trời ơi, chết ngắt rồi. Hình như nó có bùi đỏ, nó có bùi, nó có bùi lựu rồi sao á. Không hả? Thì giọng không có. Ông ơi, lên tốc độ đánh ông ơi. Ông lên tốc độ đánh. Ông đâu rồi? Ở mà ông lên cái nanh na so ông, đánh đã lắm. Lên nanh na so đánh đã. Rồi chết bà rồi, chết bà rồi, chết không kịp ngáp nè. Thôi tôi hồi máu chưa? Vô đây, vô đây, tôi quýnh, tôi tét đít mỗi thằng nè. Nè, tôi tét đít chưa? Gì ba? Ba không biết con có mắt này à? Ông xin xong không? Ấy, thì đã không có được. Ông! Hai thằng đấy mất. Đúng rồi, này, dưới kia. Trời ơi, gánh kìa. Mình đi gánh nè, gánh nè, gánh nè. Gánh nè, gánh nè, gánh nè. Đó chứ bồ kêu rồi đi về. Không bị gì hết. Em vẫn sống. Em vẫn sống. Chứ bồ kêu quá sạch luôn. Trời ơi. Vãi. Tại có khi nào mình cân bên tay con này không trời. Quá anh đi ảo tưởng. Tôi đánh. Rồi đây rồi, mà vũ xong kiếm. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Cần kiếp bù kêu luôn, chả chết luôn mấy người. Chứ không tốn hẹn nào luôn. Đã có nhiều bạn thân thiết mình đây còn sợ gì nữa. Lên tiếng không ơi, cái gì mà em ru vậy. Quay clip mà phải bình luận chứ. Và đáp ứng với tiêu chí của mỗi người là một ngày mình sẽ ra hai clip hoặc là ba clip gì đó tối thiểu. Cố lên ông ơi, tôi cứu ông nè, tôi đến cứu ông nè, tôi đến cứu ông nè, cứu ông nè là cứu ông nè. Chết bà đó rồi. Cái tôi ở đây là không có dở mặt được đâu nha. Cái tôi ở đây là tôi không dở mặt được đâu nha. Hồi máu tiếp nè, đó. Rồi đập chết cái trụ đi. Rồi đau quá. Đập trụ. Ở chết thợ đâu rồi. Chết thợ đâu rồi. Trời ơi đau kìa. Thấm. Thấm dữ nhận biết nè. Thấm đánh thường. Hết chiều đánh thường. Rồi
mình ráng dính mình đừng chi chết bà nữa rồi chết bà nữa rồi chết bà nữa rồi chơi nó luôn chơi nó chưa thôi à, thôi phá nó chủ ơi thì cái mẹ đi tha đi không thôi tụi nó AK cả lũ chơi không vui gì đại thanh niên không ngưng ở cái đó đá hoài cái tên của nó đúng với cái hiện giờ cái hiện trường của nó hiện giờ rồi quả thanh niên áo đá anh hai gì chồng đi đâu cái gì mày đi đâu anh không biết ngồi đợi xíu ở này lên không được đâu à, bán này đi lên này có sao đâu nhà có điều kiện mà lo gì quấn chết mẹ luôn một phát thôi xong oh yeah baby oh yeah phê rồi phê cái cu để nó mới đông lắm tụi đông lắm hồi máu gậy luôn có phải nhỏ gần chết kìa ngu này không linh bang đừng chết chết ngắt luôn ngu hồi máu họ đẩy trụ rồi nhìn anh em nhìn nhìn Kelly đẩy trụ rồi sướng mắt chưa thấy Kelly đẩy trụ sướng không mắt chưa nè nhìn Kelly ta đẩy trụ nè rồi chết bà nó rồi trời ơi để cái ép kìa ai nào mà trời má ơi lấy gậy đập cái nhà thôi mà cái nhà cũng nát luôn rồi thấy lực lượng cảnh sát chứ liên bang cảnh sát Mỹ nó như phải như thế này nè đó cái cô gái phải loại là có cánh máy bay đàng hoàng rồi tùm lum la đàng hoàng chứ không phải là như là mẹ mấy thằng cảnh sát bên Việt Nam số ngày lấy của công dân không à chả biết làm mẹ gì hết trơn á phải không đi cái lũ vậy bơm máu cho nhau thấy chưa thấy các chị em chưa thấy các chị em phụ nữ Việt Nam chưa phải nó bắn nát đứt mình rồi nó bắn nát luôn đứt mình rồi thôi kệ cho em nó thông lần đi em có được em nó muốn được thông lắm rồi thông mình là ước mơ của nó mà kìa mẹ đi phải không anh em cái chuyện quá bình đẳng luôn ước mơ của nó thông chúng ta mà chúng ta cho nó một cơ hội thông mà nó đã không tét lờ rồi luôn nó không tét lờ rồi luôn rồi thông lại nó đi thông lại nó đi hãy solo như cái chuyện em phụ nữ bình đẳng nào thấy không thấy lực lượng cảnh sát liên bang Việt Nam chưa phải như thế lầy chứ chứ ai như mấy thằng áo đá Việt Nam mẹ suốt ngày chặn ô tô của chúng ta rồi lấy bằng lái xe này kia linh tùm la cho bạn đi này đi kia trong khi đó mẹ cảnh dạng cướp nó chạy vòng vòng dèo ngoài đường á không thấy bắt gì trơn à một chết phải tại ghét không những cái má chàng mặn với em thèm ăn lắm rồi em thèm ăn lắm rồi chị em ăn miếng rồi rồi bệnh ti vô phá nhà nè rồi trời ơi quá lâu có già quá là cái vậy sao có nào phá nhà hết trơn vậy cho em vô em ờ có nào phá nhà chơi vậy đó tôi mở cái ti vô tôi bay vô trụ nhà nó thiệt tình mấy chị em chôn nhau quá
cho nhau thấm thiệt chứ. Rồi thôi, na bánh nhà rồi, bánh nhà nhỏ rồi. Đây. Công nhận cái chế độ này nó hài thiệt chứ. Nhưng mà cái chế độ này phải nói thiệt nha, là Kylie á là bá đạo nhất trong cái chế độ này. Ai không biết thôi chứ mình biết mình nói vậy thôi chứ Kylie rất là bá đạo trong cái chế độ này. Ok, các bạn có xem và thấy hay thì cho mình một like, một share, một subscribe để mà cho mình làm thêm các clip mới nha. Ok bạn.